Love House, ngôi nhà chung số đi 10, phát sóng vào mùa Giáng sinh này sẽ là một phiên bản cũ mà mới. Một ngôi nhà bình yên bên kia sông, nơi tách biệt với nhịp sống hối hả. Nơi 4 chàng điển trai và 4 cô gái xinh đẹp cùng chung sống. Nơi những cảm xúc sâu kín nhất được bộc lộ và tình yêu nảy mầm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Love House, ngôi nhà chung series 10. Vào một ngày cuối thu năm 2019, những tấm vé mời đã được gửi đến các thành viên của ngôi nhà chung series 10. Họ là ai? 중문 반쪽 탄 탄빈구 중진 러브하우스 응원야 중 쪽반구 주엔자이니 부입에 팀득 늘 유튼 고민 토콩 신사오 동이 땐라 브레드 땐 한쿠라 유창훈 tôi là người Hàn Quốc. Bây giờ công việc của Brad là interior design consultant. Brad là muốn gặp nhau cô gái tốt và cô gái có mắt cười đẹp. Bây giờ bạn hãy đến thử thách tham gia chứng chính chỗ một tháng. Cái này là pin của Love House. Em đọc lại rồi, đọc nội dung lại. Bây giờ bạn hãy đến đưa thư tham gia chương trình cho một thành viên của Love House. Ok, cảm ơn chị. Đưa cho con gái nha. Ok, ok nha. Ok nha. Và thế là chàng trai Hàn Quốc đã lên đường đi tìm bạn gái. Chiều hôm ấy là một buổi chiều mưa tầm tã. Điều đó vẫn không ngăn được Brad đến địa điểm hẹn để đón cô gái sẽ đi cùng mình. Xin chào, ở đây là có người chương trình Love House. Dạ. Em à? Dạ. Xin chào. Xin chào. Anh tên là Brad. Dạ. Em là Lệ Vi. Xin chào mọi người, mình là Lệ Vi. Mình đến từ Đắk Lắk, hiện tại mình đang là quản lý nhân sự và hàng hóa tại công ty thời trang. Mình đã trải qua 2 mối tình và tính đến thời điểm bây giờ thì đã gần 3 năm là chưa có người yêu. Mỗi người bạn trai mà mình thích là thông minh, có hơi lạnh lùng một tí và hiểu được cảm xúc của người khác. Mỗi người mà mình không thích là mỗi người đàn ông lăng nhăng, hay ghen và nói quá nhiều. Mỗi người mà mình mong muốn tìm được đó là một người có thể giống ba mình một tí. Vì ba mình là một người khá là điềm đạm, chu đáo trong mọi việc trong nhà. Và cũng là người mà thường nghe những tâm sự và chia sẻ của mình nhiều nhất. Em có thể nói tiếng Anh được không? Tiếng Hàn Quốc được không? Không sao, Brad sẽ nói tiếng Việt. Chúng ta thì cùng nhau nhé. Ok. Ok. 좀 똑같이 준비로 잠깐만. 으차. Cùng lúc ấy ở một nơi khác trong thành phố. Chúc mừng bạn trở thành thành viên của chương trình Love House ngôi nhà chung. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm vui vẻ và tìm được nửa yêu thương của mình. Mình tên là Bùi Tuấn Long, năm nay mình 31 tuổi, mình đến từ Hà Nội. Và hiện giờ mình đang kinh doanh một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến với ngôi nhà chung năm nay mong muốn tìm kiếm được một người bạn gái. Đối với hình mẫu bạn gái, lý tưởng của mình là những cô nàng tóc ngắn, cá tính, vui vẻ và hòa đồng. Mình đặc biệt rất thích những cô gái tóc ngắn, bởi vì theo như mình những cô gái tóc ngắn thường thường là những người có cá tính và sẽ có cái nội tâm khá là sâu sắc và khá là độc lập. Tuấn Long là thành viên đầu tiên đến ngôi nhà chung và điểm đặc biệt của mùa này là các thành viên sẽ cùng chung sống và sinh hoạt trong một căn nhà do chương trình sắp xếp ở bên kia sông của quận 2. Đó chính là Sài Gòn Riverside Retreat. Và điều thú vị là các thành viên sẽ được đưa đón bằng thuyền qua sông. Từ khu Thảo Điền quận 2 vượt qua sông Sài Gòn sẽ đến được với Sài Gòn Riverside Retreat. Đây là một khu nghỉ dưỡng thanh bình, yên tĩnh, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, mang lại một cảm giác như đang ở một vùng quê yên ả nào đó. Những căn nhà gỗ tiện nghi nằm giữa khoảng vườn xanh mát được thiết kế hài hòa, giúp mang lại một cảm giác thật thư thái và thoải mái. Hôm nay mình đến với cả ngôi nhà chung Love House thì mình lại là người đầu tiên đến, và cái không gian ở ngôi nhà chung lần này thì rất là thiên nhiên, xung quanh rất là nhiều cây cối và trạch. Để đến nơi đây thì mình đã được đi đò qua, mà đi vào cái lúc trời mưa nên nó cũng hơi tạt, hơi ướt một chút. Không gian ở đây thì nó rất là như kiểu là được thoát ra khỏi những cái bận bịu của Sài Gòn, mà được đến với cả một cái nơi gọi là như kiểu là ốc đảo á. Sẽ nói chung là mình sẽ rất là hứng thú và cảm thấy thú vị về những cái trải nghiệm lần này. Vừa cất hành lý xong là Long đã xuống bếp ngay. Anh chàng đang định làm gì đây? Hôm nay cũng là nhân dịp sinh nhật mình, nên là mình có chuẩn bị một số món ăn nho nhỏ. Hôm nay mình sẽ đích thân tự tay nấu để mời các bạn đến nhà chung với mình ngày hôm nay. Coi như là chúc mừng sinh nhật cho mình, và cũng như là để một buổi tất cả mọi người làm quen với nhau. Trong khi Long đang làm bếp thì bên kia sông có một cô gái vừa đến. Xin chào các bạn, mình là Sơn Thảo, mình 24 tuổi và hiện mình đang làm công việc là nhân viên đào tạo nội bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, và mẫu bạn trai của mình đó là người chu đáo, năng động, ngoại hình thì cao cao một chút xíu. Điều mình không thích ở người con trai của mình đó là không được bao dung và chăm sóc chu đáo cho bạn gái. Mục đích mình tham gia chương trình này thứ nhất thì là trải nghiệm, gặp được những người bạn mới, và nếu may mắn hơn nữa là sẽ tìm được một người có thể đồng hành cùng với mình. Cảm ơn anh. Cái này khá là đặc biệt, cho nên là mình sẽ check in ở đây. Đây đây. Cái này là trà đậu biếc. Cái này là mình tự nhiên ạ. Dạ. Cái màu nó ngộ ta. Đúng rồi. Cái này rất tốt cho da. Chống lão hóa rất là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thêm rưỡi. Wow, đẹp quá. Đây là phòng của mình ha. Dạ. Ok, mời chị Ba. Dạ, cảm ơn anh. Thấy phòng sạch rồi bước vào sợ dơ không? Toàn bộ nội thất của mình ở đây bằng gỗ hết, gỗ này. Thì trước đây là cái nhà này của mình là mình mua từ trên núi, mình di chuyển bằng đường thủy qua bên này. Hả? Rồi đem nguyên cái nhà qua đây luôn? Nguyên một cái khu nhà. Đây là cái khu này ở dưới một cánh đồng, mà khu này mà có một ngôi nhà gỗ, nó là một cái điều khá là đặc biệt. Cảm xúc đầu tiên của Thảo khi mà bước tới ngôi nhà chung này là quá bất ngờ, quá đẹp các bạn ơi, rất là đẹp. Và cái phòng của mình thì đầy đủ tiện nghi, nhưng mà nó đặc biệt cái là rất là lạ, tại vì có rất là nhiều đồ bằng gỗ. Và khi mà được nghe anh nói là đây là ngôi nhà không phải xây đây lên mà được di chuyển từ nơi khác tới thì càng đặc biệt nữa. Ở đây mình có cảm giác giống như là một nơi lý tưởng để hưởng tuần trăng mật đó. Vui thì vui đó, thấy đẹp đó, nhưng mà ước gì có một người nào đó xuất hiện để mình gặp thì mình sẽ vui hơn nữa. Mình có một cái thành viên nam đã tới đây rồi. Thành viên nam rồi, khá là đẹp trai. Bây giờ thì sau nghe được tin mà có một bạn nam đang ở đây thì mình hết sức vui. Mình sẽ đi xuống gặp bạn đó, và nếu gì có chuẩn bị gì cho tối nay thì mình sẽ cùng làm. Chào bạn. Là anh đúng không? Ừ, là anh. Dạ. Em thấy nhiều người làm không biết phải là anh hay không. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang... bên này mới thuê anh làm bếp, anh đang làm bếp. Đúng rồi, anh làm định làm món cho mọi người ăn ngày hôm nay này. Anh biết nấu ăn hả? Anh, tại vì anh mở quán ăn nên là anh cũng phải biết nấu. Bây giờ em có thể làm cái gì nhỉ? Em có thể làm được cái gì? Em có thể làm tất cả mọi thứ. Đây em có thể giúp anh bào cái cà rốt đâu. Dạ được. Không hư đâu. Có thể hơi xấu xíu mà cũng ăn được. Không sao, xấu cũng được, anh cũng không quan trọng về xấu hay đẹp, miễn là ăn ngon là được. Anh tên Thái hả? Không, anh tên Long. Anh tên Long. Xin lỗi. Em tên Bùi, anh quên chưa hỏi. Dạ, Sơn Thảo. Thảo. Dạ. Sơn Thảo là cây ở trên núi. Cỏ trên núi. À, cỏ trên núi. Giỏi ghê. Người đàn ông đảm đang ghê. Anh thích nấu anh chỉ lười dọn thôi. Có thường nấu ăn cho bạn gái ăn không? Nếu mà anh có bạn gái thì anh đến đây làm gì? Ok. Nãy trả lời mà có, tôi xỉu liền. Em làm công việc gì? Em dạy kỹ năng mềm cho con nít với người lớn. Cho con nít á? Kỹ năng thuyết trình, người MC, làm việc nhóm này nọ. Câu đầu tiên là anh hỏi em luôn á. Nãy giờ em hỏi anh không? Ừ. Thì cái trong thời gian ra lấy nước thì anh mới nhớ là anh chưa hỏi gì em rồi. À đâu, anh có hỏi em rồi. Anh hỏi gì? Hỏi em tên gì? Mừng ghê, hỏi được cái tên. Tại vì im lặng là em sợ cái khoảng không im lặng lắm. Anh cũng thế, nhưng mà tại vì anh kiểu nhát gái á. Nên là thường thường anh sẽ ít khi dám mở lời trước. Ủa, anh có phải người Hà Nội không ta? Ừ, anh Hà Nội. Em anh ở nhà, anh vào thành phố Hồ Chí Minh được 7 năm rồi. Vào trong này cái là không ra luôn. Lý do? Tại thích giọng nói của con gái hôm nay. Cắt xong mới rửa hả? Quên chứ gì. Không, em nghĩ là anh đang hồi hộp cho nên quên rồi đúng không? Anh cũng hơi hồi hộp một chút. Em gọi là bối rối. Phút bối rối. Anh mới làm em căng thẳng á anh. Em căng thẳng hả? Ừ. Sao em lại căng thẳng? Anh không hỏi gì trơn á. Toàn là em phải suy nghĩ là chết rồi, giờ nói chuyện gì nữa ta? Cảm nhận của Thảo về anh Long thì ảnh khá là điềm tĩnh và có vẻ ít nói. Tại vì là nguyên một lúc nấu ăn á thì toàn Thảo hỏi thôi. Ảnh ít hỏi Thảo lắm. Không biết là ảnh... Chắc là không phải do ảnh không thích mình đâu. Chắc là do anh ít nói. Hôm nay mình gặp cô gái đầu tiên là Thảo. Thì Thảo... Thật sự mình không nghĩ là cô gái đầu tiên đến sẽ là đúng là cái mẫu con gái mà mình thích. Đó là tóc ngắn. Thảo thì khá là vui vẻ. Và Thảo... Cái công việc của Thảo là có liên quan đến trẻ con. Nên là mình nghĩ Thảo là một người khá là... sẽ rất là hòa đồng và vui vẻ, cũng như là người sẽ để ý đến cái tiểu tiết một chút. Tại vì để mà dạy được cho trẻ con thì nó rất là khó. Mình nghĩ Thảo là một cô gái khá thú vị. Được đi cùng nhau một chuyến xe, Brad và Vi đã nhanh chóng làm quen. Anh ở Việt Nam bao lâu? Khoảng 4 năm rồi. 4 năm? Wow. Quen của em ở đâu? Nói sợ anh không biết, ở Đắk Lắk, Buôn Thuột. Đắk Lắk thì biết luôn. Biết rồi. Em biết. Tại vì anh là lúc trước có bạn Đắk Lắk. Mà gái ở Đắk Lắk đúng không? Cô gái nhưng mà không phải bạn gái. Nhưng mà tôi xin là Đắk Lắk cô gái là tất cả thế. Thank you. Tôi không đẹp. Không được. Kể từ là có thể nước ngoài cho nên không biết chắc một chút lỗ là. Không sao. Anh có cái gì anh không hiểu anh hỏi em. Ok, anh hỏi em sẽ giúp anh. Mà với sự lỗ lắng, với là 90% không hiểu. Không sao, lúc đầu là sẽ không hiểu, nhưng từ từ dần dần là nó sẽ hiểu rồi. Em bình thường em thích em là gì? Em thích ponton. Red đã tìm mọi cách để có thể nói chuyện được với Vi, thậm chí đã dùng đến cả ứng dụng phiên dịch trên điện thoại. Em thích thể thao không? Có. Bóng đá. Yeah. Bóng đá là đây. Oh, football. À, football. Yeah. Wow. Wow. Em là 정말 티나. Em 저야 콤팔쌤 저야. Không tin. Dạ mai chơi. Ok. Anh hay ăn cái gì? Anh hay ăn cái gì ở đây? Anh là hay ăn bún bò. Bún bò là cái gì? Bún bò Huế. Á? Bún bò. Là gì? Bún bò Hồng Kông. À không biết à. Phát âm của anh không tốt. Này. Bún bò. Bún bò. Anh internet bún bò. Anh phải nói chậm ra thì người ta mới hiểu được. Bún bò là không hiểu. Bún bò. Ngắt nhiều ra. Anh nói đi, bún bò là không hiểu. Bún bò. Dạ. MB là personal người Hiến. Cho nên 뭐 예튼. 네. 프레스나 키 브레드라 막주 브레드 người nước ngoài cho nên TMB에 không nhiều, nhưng mà MB đã cố gắng hiểu bread nói nên bread cảm thấy một cảm động. Mình khá là bất ngờ khi là người đến đón mình là một người Hàn Quốc, vì trước đây thì mình cũng ở Đà Nẵng thì cũng có rất là nhiều người bạn là người Hàn Quốc, thì cũng khá là giống với Bright, khá là dễ thương, khá là nhiệt tình, và Brighty là nói tiếng Việt thì không rành lắm nhưng mà cũng rất là cố gắng nói tiếng Việt để cho mình hiểu, và những cái mà không hiểu thì Bright có thể nói lại, hoặc là những cái mà mình nói Bright có thể không hiểu nhưng mà bạn rất là cố gắng để hiểu được những gì mà mình đang nói. Ở Bright có một điều khá là hay, mình khá là ấn tượng về Rai. Chào các anh chị ạ, mình từ chương trình Ngôi Nhà Chung đúng không ạ? Wow. Khi được biết Ngôi Nhà Chung ở bên kia sông, anh chàng Brett tỏ ra khá phấn khích. Tí mà có người tới cái mình cũng nấu bình thường, cái mà mọi người không biết rồi. Không, ví dụ em mà cũng mặc đồ đen giống như anh á thì mình sẽ giả dạng, mình sẽ xin chào anh chị, xin mời anh chị đến với Nhà Chung. Ok. Anh là đầu bếp đúng không? Anh là đầu bếp. Em sẽ là bạn CE, bạn lễ tân ở đây nha. Yeah. Ok. Cool. Hai anh chị là ở chương trình Love House đúng không ạ? Đúng rồi. Hai bạn uống đi. For you. Ủa, hai bạn tới cùng với nhau hả? Vậy chắc hai bạn tới đầu tiên ha. Hình như là vậy, ở dưới chua gai tối. Dạ chắc là tụi em tới rồi. You are the first man in here. Dạ em bơi hỏi là anh lên đây lần đầu tiên? Không, em và anh tới đây đầu tiên. Ok ok. You can speak Vietnamese. Bây giờ Tăng nói tiếng Việt. Không nghe được luôn. Nếu nghe giỏi hiểu được. À nếu nghe giỏi thì hiểu được. Ok. Anh có hiểu hết em nói không? Anh hiểu hết. Anh chắc là anh không hiểu nhưng mà có thể em sẽ đuổi. Ủa hai người quen nhau hả? À không. Từ hôm nay quen. Mới gặp mà có thể phiên dịch cho nhau luôn rồi. Hay. Hay nhỉ. 하영을 연비는 어다요? 아, yes. 그럼 mình nấu tiếp được không anh? 하영을 husband and wife. Sorry? 하영을 Oh no no, no just a friend. Yeah, we're just friend. Bây giờ hai bạn có muốn vô nấu luôn không? Chứ hai tụi mình đến đầu tiên xong giờ hai tụi mình vô nấu nhiều quá rồi hai bạn tới thứ hai thì hai bạn vô nấu luôn nha. Anh vẫn chưa hiểu hả? Anh có hiểu không vậy? Anh hiểu không? Hiểu bạn này đang nói không? Hiểu gì? À không hiểu. I'm the first one come for the Love House. See the second one. You guys tell them. So sorry. Làm chuyện gì em? Mình có quan sát cách nói chuyện và cử chỉ của chị Thảo và anh Long thì nhìn hai người này có vẻ khá là giống một đôi. Thì về cái vấn đề mà cặp đôi bí ẩn thì mình chưa dám chắc, nhưng mà nhìn hai người này có vẻ giống như là đã quen nhau từ trước rồi, vì cách nói chuyện và cách nhìn nhau thì nó không có giống như là người mới gặp nhau. Lúc mà hai anh Brad với lại Vi tới thì mình cảm giác giống như là trời, hai người đi chung chở nhau tới hay sao vậy trời. Anh Brad rất là ân cần với Vi luôn, xách hành lý lên các thứ, nhất quyết không cho Vi tự đem lên là không cho nha, phải đem lên. Khá là ga lăng, nhìn cũng hợp ấy. Tại vì là anh Brad thì anh có ngoại hình anh cao và nhìn cũng rất là hiện đại, và Vi cô bé này thì cũng vậy. Bên kia sông, một thành viên nữa vừa đến. Chào mọi người, mình tên là Bích Huyền, mọi người thường gọi mình là Miu. Năm nay mình 20 tuổi, thì hiện tại công việc của mình đang là giáo viên gia sư, một diễn viên tự do. Mình sinh ra ở Bình Định và lớn lên ở Lâm Đồng. Mẫu bạn trai lý tưởng của mình là thường thì sẽ gọi là cao hơn mình một tí, trầm tính và biết lắng nghe, biết thông cảm cho công việc của mình. Lý do tới giờ mình vẫn chưa có bạn trai thì mình nghĩ là thứ nhất là do mình hơi khó tính trong cái việc mà quan sát, mình hay bị tiểu tiết, với lại là có thể là do duyên chưa tới. Huyền vừa ngồi thì lại có một chàng trai mới đến. Có vẻ anh chàng đã nhận ra sự có mặt của Huyền. Xin chào các bạn, mình tên là Tuấn Anh, mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Cà Mau, nhưng mà hiện tại là mình đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của Tuấn Anh là hiện tại Tuấn Anh đang làm diễn viên, nhưng mà bên cạnh cái nghề diễn viên này thì Tuấn Anh còn làm một cái nghề khác là phụ gia đình, đó là cái nghề biển. Cái điều không thích Tuấn Anh không thích ở bạn gái là hung dữ, hỗn với gia đình, đặc biệt là ba mẹ. Đó là cái điều mà Tuấn Anh không thích ở một người bạn gái. Tại vì trước đây Tuấn Anh cũng có quen một người và cái người đó cũng cái tính như vậy, cho nên là Tuấn Anh đã chia tay với người đó rồi. Tuấn Anh cảm thấy chương trình này rất là dễ thương và Tuấn Anh muốn tham gia để trải nghiệm cùng với những người bạn mà mình chưa được biết đến, muốn có thêm được những người bạn mới và đặc biệt là muốn tìm hiểu. Nếu mà hợp thì có thể là một nửa của mình ở trong chương trình thì sao? Thì đó là lý do mà Tuấn Anh tham gia chương trình này. Em ơi, em cho anh hỏi thăm là hiện tại ở đây đang quay một cái chương trình Love House đúng không? Dạ. Anh cũng quay luôn. À đúng rồi. Ủa? Ủa? Vậy là em quay chung luôn hả? Dạ. Có trường hợp vậy? mặc áo trắng luôn cũng trùng hợp á. Hả? Em thấy ngày gì nào trắng luôn nè. Em thấy ngày nào em mặc full trắng là ngày đó mưa nguyên ngày. Dạ. Kiểu như có thù với đồ trắng hay sao, mỗi lần mặc đồ trắng là mưa nguyên ngày. Ủa anh tên gì? Anh tên Tuấn Anh. Tuấn Anh à? À em tên Miu. Em tên Miu. Dạ gọi em là Miu. Miu. Là nhà em ở trên này luôn. Dạ không, nhà em ở Lâm Đồng, ở quê em luôn. Ở Lâm Đồng. Anh nghe nói con gái ở Lâm Đồng á, ai cũng dễ thương á. Em thấy cái đó nó cũng đúng. Dạ. Tuấn Anh nghĩ Huyền là một người có cá tính, rất là bộc trực. Và một cô gái trẻ trung, năng động, cũng khá là dễ thương. Ủa cho mình hỏi, có phải hai bạn tham gia chương trình Love House đúng không? Đúng rồi. Bây giờ bạn cũng tham gia luôn hả? À đúng rồi, dạ. Mình tên là Nhân. Nhân đúng rồi. Mình là Nguyễn Nhân, đang làm việc tại một công ty bất động sản. Hiện tại mình đang trong tình trạng độc thân. Mình thích mẫu bạn gái là ưa nhìn, nét có thể là nét có giống Tăng Thâm Hà cũng được, hoặc là mẫu bạn gái dễ thấu hiểu. Còn cái mình không thích nhất ở bạn gái đó chính là hay cằn nhằn và tóc ngắn. Chào ba bạn, nghĩa là mình hôm nay đến từ chương trình Love House đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Các bạn có thể cho mình xem cái thư mời được không? Dạ. Đây, em gửi. Em ví dụ em để quên ở nhà rồi thì sao anh? Em ở quê là nhà hả? Dạ. Em gửi hả? Ok, cho các bạn đùa thôi đúng không? Ok, mình sẽ được hả? Dạ. Dạ, em xin. Cảm ơn. Thì bây giờ các bạn sẽ theo mình ha. Mình sẽ được. Dạ. Em cảm ơn. Em cảm ơn. Dạ được. Dạ được. Ok. Ngay trước khi tàu rời bến thì cô gái cuối cùng xuất hiện. Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Diễm, hiện tại mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quê của mình ở Đồng Nai. Năm nay mình 27 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm thiết kế đồ họa. Thiên về lĩnh vực quảng cáo. Mẫu hình bạn trai lý tưởng của mình là đặc biệt, đầu tiên là ấn tượng sẽ là một người cao, nói chuyện dễ thương và đặc biệt là phải biết là quan tâm, ga lăng với mọi người. Mình đặc biệt không thích mẫu người mà đa tình, mà nếu như mà người mà đa tình quá mình cảm giác là họ không an toàn, nên mình thích một người chung tình hơn. 8 gương mặt của ngôi nhà chung series 10 đã lộ diện. Họ sắp có những ngày chung sống cùng nhau tại nơi nhà vườn Khánh Bình. Sau những phút gặp gỡ đầu tiên, Red đã có ấn tượng tốt với Vi. Long cũng bất ngờ vì Thảo rất giống với mẫu bạn gái của anh. Tuấn Anh cũng đã dành cho Huyền những lời tốt đẹp. Khi các thành viên cùng tập trung lại thì sẽ có những diễn biến tình cảm gì tiếp theo? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo vào tuần sau. Điều trước tương lai, điều gì sẽ đến mỗi sớm mai.